Xin chào quý vị và các bạn. Trong một bộ giảng thì dây dẫn rất quan trọng, và cụ thể là Sơn đang cầm trên tay dây tín hiệu của hãng Analysis Plus, có tên là Chocolate Oval độ dài 1.0. Đây sẽ là dây mà hôm nay Sơn muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn, là những cái bộ dây tín hiệu có giá thành rất là vừa phải, hợp lý, có hiệu năng trên giá thành cực kỳ cao, và quan trọng hơn nữa là với mức giá chỉ 3.5 triệu, quý vị và các bạn sở hữu được dây tín hiệu chính hãng, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Đây là một điều rất hiếm có, tại vì ở trong tầm giá này thì thường là các hãng sẽ đặt sản xuất tại những nước thứ ba như là Trung Quốc chẳng hạn. Thì chúng ta hãy cùng đến với chi tiết về bộ dây này để thấy là tại sao mà chúng ta nên lựa chọn nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành bóc ra để cho quý vị và các bạn được nhìn kỹ hơn. Sợi dây nó có màu sô-cô-la, thế cho nên là hãng đặt tên là Chocolate. Hãng Analysis Plus thì là hãng nổi tiếng tại Hoa Kỳ, được thành lập năm 93. Các sản phẩm thì đều được đo lường rất là kỹ càng dựa trên cơ sở khoa học. Và đặc điểm là hãng này sử dụng cái cấu trúc dây là hình oval, oval rỗng, và đã được chứng thực bởi những đo lường khoa học. Vì vậy nó cho chất lượng truyền dẫn cực kỳ tốt. Và với cái tầm giá, có thể gọi là tầm giá rẻ, thì theo mình là dây Analysis Plus có hiệu năng trên giá thành vượt trội, chất tiếng rất là hay, và đặc biệt là nghe nó tự nhiên, cảm giác nó tự nhiên và rất dễ nghe, và được sử dụng trong thậm chí là ở NASA họ cũng sử dụng dây Analysis Plus. Chúng ta thể thấy là các cái tiếp điểm đều được làm rất là tốt. Cái phần bọc đầu dây này, đây, hãng làm rất là chuẩn, ôm rất sát, và được đề tên của hãng Analysis Plus. Ngoài ra cái phần đầu giắc cắm, mình rất thích đầu giắc cắm này, cắm vào giắc chặt, nhưng mà nó chỉ vừa đủ chặt thôi, nó không bị chặt quá. Khi ta rút ra vẫn rất là dễ và không gây tổn hại đến cho thiết bị của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ có được cái chất lượng truyền dẫn tốt, và những cái đầu giắc cũng rất là tốt, cắm vào nó rất là chắc chắn. Và dây, mình thấy dây rất là mềm mại, dễ chịu. Chúng ta thể cắm kể cả những thiết bị nhỏ và nhẹ mà không sợ là nó có thể làm xê dịch thiết bị của chúng ta. Và nhìn kỹ hơn vào những dòng chữ ghi trên dây, chúng ta sẽ có tên hãng Analysis Plus. Đây là công nghệ hình oval. Đó, đây là những cái thông số cơ bản thôi. Và mình xin nhắc lại là bộ dây tín hiệu này có giá 3.500.000 đồng, có tên là Chocolate Oval, chiều dài 1 mét, và dùng đầu giắc RCA, và đang có bán tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 tại Hà Nội. Đây là một lựa chọn rất tốt cho những bộ dàn có tầm giá vừa phải, khoảng vài chục triệu, chúng ta sử dụng dây này là rất là tốt rồi. Và chúng tôi còn rất là nhiều các bộ sản phẩm nữa, và sẽ tiếp tục giới thiệu trong những clip sắp tới. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.